Rồi thì chào Yến Vi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học các bạn. Rồi các bạn lưu ý cho thầy. Rồi thì chào Lisa nha. Rồi thì chào Thái Hằng. Rồi thì chào Vũ Thành. Rồi các bạn lưu ý cho thầy ha, là cái lý thuyết Unit 5 nè, chúng ta chuẩn bị học là thầy đã gửi lên trên page rồi nha. Rồi có link cho các bạn tải luôn, các bạn cố gắng tải nha. Rồi. Và các bạn lưu ý thêm là thầy cũng đã gửi cái phần Unit 6 này các bạn. Unit 6 đây, thầy cũng đã gửi cái link lên cho các bạn luôn rồi. Ở cái phần Unit 6 thì từ vựng rất là nhiều. Và cái phần Unit 6 này chúng ta sẽ học ở trong buổi tối chủ nhật nha. Rồi, ngày mai thì một bạn sắp thi học sinh giỏi, thầy sẽ giải 50 câu, làm 50 câu viết câu cho bạn ấy. Và mốt chúng ta nghỉ các bạn, và thứ bảy thì chúng ta nghỉ như theo lịch bình thường nha. Rồi, và chủ nhật chúng ta sẽ học bài 6 này, các bạn lên trên pay mà tải nha. Rồi, các bạn hãy lên pay mà tải cái bài Unit 6 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học bài các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Unit 5. Đây là cái phần ngữ pháp và cái phần lý thuyết á, thầy đã gửi cho các bạn rồi để học tốt ha, là các bạn nên xem qua cái phần lý thuyết các bạn nha. Rồi, ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn bài tập, từ đó thầy nhắc lại lý thuyết cho các bạn nha, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, đây các bạn. Thì ở trong câu số phần A này các bạn, người ta nói chúng ta rằng nếu câu đó đúng á thì bạn stick ở đây nè. Rồi, còn nếu câu nào sai á thì bạn sẽ sửa lại nha. Rồi, thầy chào một số bạn mới vào nha. Rồi, bạn Sunny Phạm nè, bạn Huy Phạm nè. Rồi, chào Tom nha. Rồi, thì ở trong câu số 1 này, bạn sẽ chọn cái gì các bạn? Ở đây thì vũ trụ nè, sắp sửa tiếp tục để mở rộng hàng tỷ năm. Ở trong phần lý thuyết các bạn, ở trong phần lý thuyết á, thầy đã hướng dẫn ha, nếu mà bạn dự báo về tương lai, rồi bạn dự báo về tương lai, bạn được dùng be going to nha. Rồi, be going to. Ở đây chúng ta sẽ dự báo về tương lai các bạn, vũ trụ sẽ tiếp tục mở rộng hàng tỷ năm. Rồi, câu này đúng nha. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 2 này các bạn. Ở đây bạn có cái từ look out, có nghĩa rằng hãy coi chừng các bạn. Bất cứ khi nào bạn thấy cái từ mà look out các bạn, là hãy coi chừng á, có dấu hiệu á các bạn. Ví dụ như là trời đang mây đang kéo tới các bạn, trời mây đang kéo tới, đó chính là dấu hiệu để chúng ta tiên đoán, dự đoán nha. Rồi, chỗ này các bạn sẽ không có dùng will các bạn sẽ dùng be going to, bởi vì có dấu hiệu rất là rõ ràng. Và cụ thể trong trường hợp này bạn sẽ cụ thể trong trường hợp này thì bạn sẽ dùng chỗ này ha. Rồi thầy ghi trong đây luôn cho nó dễ các bạn. Rồi chỗ này. Rồi, chỗ này bạn sẽ sửa thành a going to các bạn nha. Rồi, a go into. Rồi, bởi vì có dấu hiệu các bạn, có dấu hiệu rất là rõ ràng. Rồi, ở đây là hãy coi chừng nè. Ở chiếc xe sắp đâm vào cái cây á, rồi các bạn sẽ gặp cái dạng câu đó rất là nhiều nha. Rồi. Bây giờ bạn sẽ xem câu số 3 nè các bạn. Thì ở trong câu số 3 này có cái từ rất đặc biệt các bạn. Đây chính là if nè. Rồi, có một cái từ rất đặc biệt, đây chính là if. Thì tôi sắp sửa các bạn, sắp sửa do the washing up nè. Là làm rửa chén đĩa nếu bạn thích. Thì khi bạn thấy câu if đó các bạn, rồi thì bạn sẽ sử dụng thì tương lai nha. Nếu if zero hay cái hiện tại, tuy nhiên ở đây các bạn, ở đây thì bạn sẽ dùng thì tương lai, bởi vì nó là if loại 1 có thể xảy ra. Thì chỗ này bạn sẽ viết là will. Rồi, will do các bạn. Rồi, I will do ha. Rồi, chỗ này I will do, bởi vì đây là câu if. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn. Bạn có nghĩ rằng ở trong tương lai người ta sẽ sống nè hàng trăm năm tuổi không? Rồi, bạn có nghĩ rằng ở trong tương lai người ta sẽ sống hàng trăm tuổi không?
Thì ở trong cái phần lý thuyết các bạn, cái phần lý thuyết á, thì thầy có phân biệt ha. Một số câu nè, bạn được dùng be going to. Ví dụ như câu này nè, bạn dự đoán, tiên đoán nè. Còn ở trong câu số 4 các bạn, ở trong tương lai, người ta sẽ sống hàng trăm năm tuổi không? Thì đây cũng là dự đoán các bạn. Rồi, bạn được dùng thì tương lai hoặc be going to nha, để mà bạn dự đoán. Và trong bài của chúng ta đó các bạn, ở trong bài á, chúng ta thì thầy có ghi á, một dạng là formal, một dạng là informal. Rồi. Thì ở đây câu số 4 bạn sẽ chọn là đúng nha. Rồi. Đặc biệt các bạn cứ từ in the future nè, bạn có thể dùng will cộng với một, be going to luôn nha. Rồi, lưu ý với thầy. Khác biệt một chút nhỏ xíu thôi, một cái formal, một cái informal. Như là ở cái unit 5 nè, thầy có giải thích cho các bạn nè. Đây, hai câu này đều đúng rồi các bạn. Đây trong tương lai này bạn thấy không? Ở đây thì ghi nè, trong tương lai thì bạn dùng là will have nè. Còn trong tương lai nè, bạn cũng dùng là be going to luôn. Một cái là more formal, có nghĩa là trang trọng các bạn. Một cái là ít trang trọng ha, là thân mật nè. Rồi, thầy đã hướng dẫn ra giải thích rất là rõ các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 nè các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 5. Tôi sẽ mang một vài cái giỏ sách này cho bạn nè. Hay là bạn tự xoay sở. Hay là bạn tự xoay sở lấy. Thì đây là câu này các bạn. Câu này bạn dịch ra, bạn hiểu câu này. Nó chính là câu đề nghị các bạn. Câu này chính là câu request nha. Rồi, câu này chính là câu request và yêu cầu đề nghị á. Rồi, chỗ này bạn sẽ được dùng will nha. Nếu như mà bạn chuyển cái từ will này thành từ sao các bạn thì cũng đúng luôn các bạn nha. Rồi, bạn chuyển cái từ will này thành cái từ sao thì cũng đúng, nhưng mà trong tiếng Anh hiện đại các bạn, will được dùng hết nha. Vì vậy chỗ này bạn có thể dùng hai từ luôn. Rồi, một là will, hai là sao. Bởi vì phần lý thuyết á thì các bạn thấy trong sách người ta ghi là I với we, chúng ta dùng sao các bạn, nhưng mà bây giờ á bạn được dùng mọi thứ luôn. Rồi. Rồi, câu số 5. Will sao luôn nha. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 6 nè các bạn. Tôi biết nè, tôi sắp sửa để mà có một cái buổi tiệc nướng vào ngày sinh nhật của tôi. Thì ở trong câu số 6 này các bạn, ở đây thì ngày sinh nhật của tôi, và đây là barbecue nè, và tiệc nè. Rồi, thì trong câu này bạn sẽ dùng be going to hoặc là will have cũng được các bạn nha. Rồi. Lúc đó các bạn nói cũng được và các bạn dự định được cũng được. Câu số 6 này bạn dùng hai cách đều đúng hết nha. Rồi, chỗ này cũng đi. Rồi, đúng các bạn. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 7 nha. Thì ở đây bạn sắp sửa hô nè, giữ cánh cửa này mở nè cho tôi trong một vài phút không? Thì câu số 7 này bạn dịch ra thì bạn thấy đây chính là câu đề nghị các bạn, đây chính là câu yêu cầu. Đề nghị yêu cầu người ta dùng là be going to là không đúng rồi ha. Rồi, đề nghị yêu cầu thì bạn sẽ dùng là will nha. Rồi, ở trong trường hợp này bạn sẽ dùng will nha. Rồi, chỗ này bạn sẽ sửa thành will you. Rồi, will you là các bạn. Rồi, will you just hold. Hoặc là các bạn có thể dùng là can ha. Rồi, hoặc là would đó các bạn, would could để mà diễn tả cái sự yêu cầu. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta đang học cái hai cái thì tương lai. Vì vậy thì thầy sẽ sửa thành chữ will. Rồi. Thấy rất nhiều bạn chăm chỉ làm đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Chúng tôi quyết định nè. Rồi, chúng tôi quyết định. Chúng tôi sẽ cố gắng nè. Hay sẽ thử các bạn cái nhà hàng mới đó ha. Sau cái vở kịch vào tối ngày mai. Rồi. Thì ở trong câu số 8 này các bạn, ở trong câu số 8 này cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi đã quyết định là chúng tôi sẽ thử ha. Rồi, sẽ thử. Chỗ này nè, chúng tôi quyết định chúng tôi sẽ thử. Thì chỗ này đúng các bạn nha. Rồi, tuy nhiên chỗ này á bạn có thể dùng be going to luôn. Rồi, lưu ý với thầy nè, các bạn có những cái thời gian tương lai thế này, giống như hồi nãy chúng ta học là in the future là các bạn. Bạn có thể dùng tương lai hoặc là be going to.
Rồi, bởi vì một cách nói là formal, cách nói là informal, cách nào cũng đúng hết. Chỗ này bạn giữ nguyên ha. Rồi, chỗ này đúng các bạn. Hoặc là bạn thay đổi nhưng mà nó vẫn đúng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 9 các bạn. Thì chúng tôi sẽ bay tới Jamaica vào mùa hè nè. Rồi, câu số 9 các bạn. Thì ở câu này, vào mùa hè có dự định để đi nghỉ mát ha. Rồi, câu này đúng luôn các bạn. Câu này bình thường không gì hết. Rồi, câu số 10 các bạn. Chúng tôi sẽ mời Tony và Tim vào tối nay. Rồi, ở đây câu số 10. Cũng đúng luôn các bạn nha. Rồi, diễn tả một cái đề nghị ha. Một cái lời đề nghị, một cái lời mời. Rồi, câu số 11 này các bạn. Thì chúng tôi sắp sửa mời Tony và Tim khoảng tối nay. Rồi, câu này đúng luôn. Hay thì được hết đó các bạn. Một cái là cái nào cũng được hết, dự định cũng được. Rồi, có kế hoạch cũng được. Rồi, diễn tả lời mời cũng được. Rồi, câu số 12 là bạn sẽ đi tới buổi tiệc của Jason vào thứ bảy tới chứ. Rồi, thì ở trong câu này các bạn, ở trong câu này, bạn sẽ đi tới cái buổi tiệc của Jason vào thứ bảy tới. Thì trong trường hợp này, bạn sẽ dùng cái be going to nha. Rồi, bởi vì theo nghĩa câu này các bạn, buổi tiệc của Jason nói như vậy có nghĩa rằng Jason đã mời rồi, đã nói rồi. Vì vậy rằng cái người này đã có trong đầu là sẽ đi hay không ha. Vì vậy chỗ này chúng ta sẽ sửa nó thành be going to các bạn. Rồi, ở đây sẽ là be going to A các bạn. Rồi, các bạn sửa thành A nha. Đối với cái dạng bài tập như thế này nè các bạn, thì đòi hỏi các bạn phải có cái độ nhạy một xíu nha. Rồi. Rồi, đòi hỏi các bạn phải có độ nhạy một chút xíu các bạn, thì bạn sẽ làm tốt cái phần bài giảng bài tập này. Còn khi mà thầy nói á, thầy nói thì nhiều khi bạn hiểu, nhiều khi bạn, và nếu bạn xem lý thuyết rồi á, cái phần lý thuyết thầy đã gửi cho các bạn, thì bạn sẽ cảm nhận được là câu số 12 này chúng ta phải dùng be going to. Bởi vì chúng ta sẽ tự hiểu rằng buổi tiệc này các bạn là đã mời rồi, thì trong đầu óc cái người kia thì sẽ có kế hoạch đi hay không thì đã biết rồi các bạn. Rồi. Rất nhiều dạng, rất nhiều bạn bài tập, rất nhiều bạn đã làm bài tập thầy nha. Rồi, ví dụ bạn Mai Anh, rồi bạn Anh Thư nè, rồi Yến Vi, bạn Ton, Nguyễn Thảo nè, rồi Phạm Viết Huy, rồi bạn Nguyễn Linh nè, rồi Võ Đình Thành, bạn Ton, rồi và rất nhiều bạn khác nha. Rồi bạn Nguyễn Mai Anh, rồi bạn Đoàn Minh Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần B. Rồi, hãy khanh tròn cái phần đúng các bạn, hoặc cụm từ đúng nè. Nếu cả hai lựa chọn đều đúng, thì các bạn đều khanh tròn cả hai. Rồi, tóm lại rằng chúng ta sẽ chọn một trong hai, hoặc chọn cả hai các bạn. Rồi, thì câu đầu tiên, ở đây các bạn, we aren't going to, dưới we're not going to. Thì hai cách viết này đều đúng hết nha. Rồi, bạn có thể viết hai cách. Cái này rồi, câu số 1 ha. Hai cách viết này chính là một các bạn. Rồi, chúng tôi sẽ bị nhỡ chiếc xe lửa phải không? Bây giờ bạn sẽ qua câu số 2 này các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi sắp sửa để mà làm nè. Tôi đang làm tệ cái bài kiểm tra test vào ngày mai. Thì trong câu này các bạn, ở đây nè, các bạn có cái từ tomorrow nè, là ngày mai nè. Đây chính là tương lai nha. Rồi, đây chính là tương lai các bạn. Thì ở trong cái phần lý thuyết á, thầy đã gửi cho các bạn rồi nha. Đây, ở trong phần lý thuyết các bạn, thì thầy có ví dụ rằng có ba câu này nè. I will come, I am going to come, và I am coming nè. Thì cái dạng câu này các bạn, đây cũng là tương lai nè. Nhưng mà chắc chắn rằng sẽ đến nha. Sống chết gì cũng đến, có nghĩa rằng chắc chắn xảy ra. Đây các bạn, chắc chắn sẽ xảy ra. Còn đây là có kế hoạch, có dự định. Còn đây là không có kế hoạch trước, buộc miệng nói luôn các bạn, hoặc là dự đoán ha, dự báo. Thì ở trong cái câu này các bạn, bạn có tomorrow thì bạn không thể nào dùng là I'm doing được các bạn. Cái này không có chắc chắn được. Đây,
I'm going bạn bỏ nha. Bạn chỉ có thể sử dụng câu này thôi. Một, bạn sẽ dùng là I'm going to do. Hai, là bạn sẽ dùng là I will do nha. Rồi, I will do. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo. Bạn sẽ qua câu số 3 nha. Thì George các bạn. Rồi, sắp sửa hát hoặc là chắc chắn hát một bài hát ở cái cuộc thi tài năng của trường sắp tới nè. Thì trong câu số 3 này, bạn có cái từ next week. Next week các bạn, là tuần tới nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng đây là thì hiện tại tiếp diễn nè. Được sử dụng như thì tương lai. Là không đúng rồi các bạn. Là không đúng rồi. Bởi vì nó không có chắc chắn ha. Next week không có chắc chắn. Ở đây các bạn sẽ dùng là be going to sing nha. Rồi, be going to sing. Rồi, dự định sẽ hát. Rồi. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 4 nha. Rồi, câu số 4 các bạn. Ở đây thì tôi sắp sửa để mua. Hoặc là tôi mua nè. Một cái du thuyền ha. Một cái tàu đi nghỉ mát các bạn. Một cái tàu. Rồi, một cái du thuyền. Nếu tôi có thể nè, khi tôi lớn hơn. Rồi. Thì câu số 4 này, bạn quan sát rằng không thể nào mà I'm buying được các bạn. Ở đây là không chắc chắn ha. Ý nói rằng tôi lớn lên, tôi có điều kiện thì tôi sẽ mua. Đây là dự định về tương lai thôi, không có chắc chắn ha. Không có I'm buying được các bạn. I'm buying thì chắc chắn xảy ra luôn. Lưu ý cho thầy nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 5. Thì những cái ngày thể thao nè các bạn. Rồi, những cái ngày mà chơi thể thao á thì sắp sửa được tổ chức nè. Vào cái ngày cuối cùng của term là học kỳ các bạn. Sắp sửa tổ chức vào cái ngày cuối của học kỳ. Thì ở đây các bạn có cái từ ngày các sự kiện thể thao nè, sắp sửa được tổ chức vào cái ngày cuối cùng của học kỳ. Các bạn lưu ý rằng ở trong trường hợp này, bạn dùng be going to sắp sửa diễn ra vào cái ngày cuối cùng cũng đúng nha. Và bạn dùng cái từ hiện tại tiếp diễn như tương lai cũng đúng luôn. Vì sao các bạn? Nếu bạn dùng dự định á, rồi sắp sửa diễn ra, có nghĩa rằng có kế hoạch chuẩn bị trước. Và nếu bạn dùng là is being nha các bạn, chắc chắn sẽ được tổ chức ở cái ngày cuối cùng của học kỳ cũng đúng luôn. Bởi vì thông thường các trường học các bạn, họ có lịch rất là cụ thể ha. Tháng 7 tổ chức thể thao, năm nào cũng vậy, 10 năm trôi qua và 10 năm đều tổ chức vào cái tháng đó các bạn, thì chắc chắn xảy ra. Vì vậy câu số 5, bạn sẽ chọn rằng hai cái đều đúng nha. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 6 nè các bạn. Ở đây là does nè, will nè, cái buổi hòa nhạc. Thứ năm. Rồi. Kéo dài. Đây là kéo dài nha. Đây là động từ kéo dài các bạn. Kéo dài hơn 2 giờ. Phải không? Thì cái buổi hòa nhạc vào thứ năm kéo dài hơn 2 giờ. Phải không? Rồi. Thì ở đây bạn sẽ phân tích theo hướng này các bạn. Một á, là bạn sẽ hỏi một cách bình thường ha. Nó sẽ kéo dài 2 giờ phải không? Chúng ta chỉ hỏi thôi, chúng ta chỉ phát biểu thôi các bạn. Ở đây bạn sẽ dùng will nè. Rồi. Còn nếu như mà các bạn dùng thì hiện tại á, có nghĩa rằng cái buổi hòa nhạc này các bạn, người ta đã lên lịch có sẵn này nọ rồi. Rồi, ý nói rằng nó chắc chắn sẽ kéo hơn 2 giờ phải không? Thì trong câu này bạn dùng hiện tại hay là tương lai thì cũng đúng hết các bạn. Rồi, buổi hòa nhạc sẽ kéo dài, mang từ bạn dùng từ will thì mang yếu tố rằng sẽ dự đoán thôi. Ha, dự đoán. Còn thì does có nghĩa rằng mang yếu tố rằng đã xếp lịch rồi và nó hơn 2 giờ đúng không? Giống như là xác định lại các bạn. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Họ sắp sửa để mà tường thuật các bạn. Rồi họ sẽ tường thuật cái buổi biểu diễn live. Rồi các bạn có cái từ live là trực tiếp nha. Vào tối mai. Rồi. Thì ở trong câu số 7 này, hồi nãy chúng ta có học ha, là in the future các bạn, hoặc là tomorrow. Tomorrow thì bạn dùng will cũng được, và bạn dùng be going to cũng được. Rồi, ở đây thì hai cái đều đúng luôn. Bạn sẽ chọn hai cái nha. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 8 các bạn. Bạn sẽ qua câu số 8. Thì họ có broadcast nè, có cái tường thuật nè. Rồi,
họ tường thuật cái buổi lễ âm nhạc trực tiếp vào tối ngày mai không? Thì rõ ràng dựa trên câu số 7 các bạn, thì các bạn có cái từ tomorrow night thì các bạn. Rồi, ở đây thì bạn sẽ chọn cái thì câu này thôi. Đây, thì hiện tại tiếp diễn như mang yếu tố thì tương lai. Ý rằng họ có chắc chắn tổ chức cái buổi trao giải thưởng âm nhạc trực tiếp vào tối ngày mai không? Chúng ta chỉ có thể chọn câu này. Còn câu trước đây nè, các bạn không có chọn được nha. Rồi, bởi vì nó không có mang yếu tố tương lai các bạn. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 9 các bạn. Thì theo như lịch nè, theo như thời khóa biểu, thì chuyến xe lửa các bạn đến nè, là đến các bạn, đến Oxford nè, thì rời vào lúc 10 giờ 15 nha. Rồi, chỗ này thì đánh thiếu các bạn, 10 giờ 15. Rồi, câu số 9 thì theo theo lịch các bạn. Rồi, câu số 9 thì theo lịch, cái gì đó mà theo schedule bạn sẽ dùng thì hiện tại nha. Phần lý thuyết thầy đã ghi cụ thể rồi. Đây, theo lịch nè. Rồi đây các bạn, đây, trong câu đây, thời khóa biểu là sự sắp xếp nè. Các sự kiện đã lên lịch nè, dùng hiện tại ha, bạn sẽ không có dùng tương lai. Rồi, đây. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 10 nha. Bạn sẽ qua câu số 10. Thì cái nhà hàng này mở nè, hoặc cái nhà hàng này đang mở nè, vào chủ nhật tới nè các bạn. Rồi, chủ nhật tới nè. Rồi. Thì ở trong câu số 10 này, một á, bạn sẽ dùng thì hiện tại ha. Bạn sẽ dùng thì hiện tại nè. Đây, có ý nghĩa rằng cái nhà hàng đã có thời, có lịch để mà mở vào thứ bảy tới đúng không? Hoặc là cái nhà hàng chắc chắn sẽ mở vào thứ bảy tới đúng không? Rồi, câu số 10 này bạn có thể dùng hai cách luôn nha. Một cái chúng ta sẽ theo lịch, một cái có thể chắc chắn xảy ra. Rồi, dĩ nhiên là hai câu sẽ khác nghĩa nhau các bạn nha. Rồi, các bạn lưu ý cho thầy. Rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Vi nè, bạn Nguyễn Thảo nè, rồi bạn Nguyễn Linh, bạn Toàn Khánh nè, rồi bạn Anh Thư, rồi bạn Hân Lê nè, rồi Tom nè, rồi Phạm Viết Huy nè, bạn Mai Quốc Phong nha. Rồi, và rất nhiều bạn khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua ở phần C các bạn. À, đây là cái phần mà bạn sẽ điền một cái từ phù hợp nha. Rồi, bạn sẽ điền một cái từ phù hợp ở đây. Rồi, đây là dạng bài khá là quen thuộc ha. Chúng ta gặp, chúng ta làm hoài luôn các bạn. Rồi, không có gì xa lạ đây hết. Thì vào cuối tháng này, rồi các bạn có là vào cuối tháng này, tôi làm việc nè trên cái dự án vật lý của tôi được 6 tuần. Đây các bạn. Rồi. Đây là cái dấu hiệu các bạn. Đây là một cái dấu hiệu nè. Ở trong thì tương lai hoàn thành nha. Rồi, lưu ý với thầy. Các bạn có là by the time, bạn sẽ dùng tương lai hoàn thành. Còn nếu bạn có for cộng một khoảng thời gian mà mang yếu tố tương lai các bạn, ý nói rằng tương lai á, bạn sẽ dùng tương lai hoàn thành tiếp diễn nha. Có nghĩa rằng tới cuối tháng này thì tôi đã và đang sẽ và đang làm việc được ha. 6 tuần rồi. Thì chỗ này bạn sẽ dùng cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nè các bạn. Bạn sẽ dùng cái từ have been, rồi biến thành tương lai hoàn thành tiếp diễn. Bởi vì tới cuối tháng này, trước một cái thời điểm trong tương lai là làm việc được 6 tháng và vẫn còn làm. Hoặc các bạn có thể dễ hình dung hơn nha, dễ nhớ hơn là đây có for các bạn. For một khoảng thời gian. Còn by the time là một cái, by the time các bạn là dùng tương lai hoàn thành không tiếp diễn ha. Rồi chúng ta nhớ vậy chúng ta dễ làm hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số tiếp theo các bạn. Nhưng tôi vẫn còn có rất nhiều thứ để làm trước khi mà tôi hand in nha các bạn. Ở đây hand in là nộp nha. Rồi ở đây hand in là nộp. Trước khi tôi nộp nó nè, tôi sẽ nè trải qua cả ngày ở cái phòng thí nghiệm vào buổi sáng tới, buổi thứ bảy tới các bạn.
để mà làm thí nghiệm nè. Thì ở trong cái câu số 2 này, bạn có cái từ next Saturday nè các bạn. Rồi, next Saturday nè, là sáng thứ bảy tới nha. Sáng thứ bảy tiếp theo thì lúc đó tôi sẽ dành cả ngày ở trong cái phòng đó các bạn, đang ở trong phòng đó ha. Ở đây chúng ta sử dụng thì tương lai tiếp diễn các bạn nha. Rồi. Và thật vậy các bạn, và thật vậy nè, tôi chơi bóng đá nè, cái tuần sau đó nữa, bởi vì tôi phải trở lại cái phòng lab nữa. Thì câu số 3 nè các bạn, câu số 3 này cũng mang yếu tố tương lai các bạn nha. Rồi, cũng tương lai tiếp diễn luôn. Và in fact là thật vậy, thật ra có nghĩa rằng thứ bảy tới tôi cũng sẽ nè, rồi cũng sẽ chơi, cũng mang yếu tố tương lai đó các bạn. Ở đây không phải tương lai hoàn thành nha. Rồi, chơi bóng đá cái tuần sau cái tuần đó, bởi vì tôi phải trở lại phòng lab các bạn nữa nè. Rồi, tôi đoán là tôi sẽ làm rất nhiều cái dự án nè khi tôi ở trường đại học. Rồi, câu số 4 nè các bạn, câu số 4 nè, tôi đoán là tôi sẽ làm rất nhiều cái dự án khi tôi ở trường đại học nha. Ở đây chúng ta sẽ dùng tương lai tiếp diễn các bạn. Rồi, chúng ta sẽ dùng tương lai tiếp diễn. Vào cái thời điểm đó thì người ta sẽ làm rất nhiều dự án nha, khi đại học. Vì vậy nó là cái bài tập rất là tốt nè. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi tôi rời khỏi trường đại học trong 4 năm, khoảng 4 năm các bạn, tôi sẽ học vật lý được hơn 13 năm. Đây các bạn. Có nghĩa rằng người này học vật lý từ năm lớp 7 các bạn, và học đại học 4 năm nữa là 13 năm. Rồi, các bạn thấy nè, đây là dấu hiệu nè của thi tương lai hoàn thành tiếp diễn ha. Và ở trên đây chúng ta đã gặp nè, thì chỗ này tốt nghiệp đại học xong 4 năm, và từ thời điểm hiện tại cho tới 4 năm đó thì cái người này đã học vật lý được 13 năm các bạn. Rồi, lưu ý cho thầy nha, đối với cái dạng bài tập này nè các bạn, thì các bạn có thể rằng các bạn thấy nó lùng bùng trong lỗ tai các bạn. Các bạn phải xem lại lý thuyết nè, các bạn ngồi, các bạn cảm nhận nha. Các bạn phải ngồi, các bạn hiểu cái câu, các bạn cảm nhận, các bạn mới làm tốt được. Lưu ý cho thầy là ngày mai các bạn, ngày mai chúng ta học lúc 9 giờ nha. Thầy sẽ sửa 50 câu viết câu để ủng hộ một cái bạn chuẩn bị thi học sinh giỏi các bạn. Và thứ sáu chúng ta nghỉ, thứ sáu là lễ chúng ta nghỉ, thứ bảy thì nghỉ như lịch. Còn chủ nhật chúng ta làm cái unit thứ sáu nha. Thứ sáu thầy đã gửi cho các bạn rồi. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài ha. Rồi bạn Vi nè, rồi bạn Minh Kỳ, rồi bạn Tom Nguyễn Linh nha, rồi bạn Hy Phạm nè, bạn Anh Thư, bạn Hân Lê, bạn Vũ Thành, rồi bạn Minh Kỳ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, có nhiều bạn thì làm nhảy câu ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu D, qua phần D thì hoàn thành sử dụng cái thì hiện tại, thì tương lai hoàn thành các bạn, hoặc là cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nha. Rồi, của cái động từ trong ngoặc các bạn. Rồi, hồi nãy thầy đã hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi, hồi nãy thầy hướng dẫn cho các bạn rồi. Ở đây bạn có 3 là time nè, cứ nhớ cho thầy. Tiếp diễn thì nó chỉ nhấn mạnh thôi các bạn. Ở đây bạn có 3 là time nè. Rồi, ở đây bạn có for nè. Rồi, for over 2 hours các bạn. Và cái câu tiếp theo các bạn. Rồi, các bạn có for nè. Rồi, for đây. Rồi, và câu số 4 nè, bạn có by the time nè. Rồi, câu số 5 nè, bạn có for. Rồi, câu số 6 các bạn. Đây. Rồi, câu số 7 ha. Rồi, tôi làm mấy cái câu này trước đi các bạn. Thì hồi nãy thầy đã nói ha, bạn có by the time, bạn sẽ dùng tương lai hoàn thành. Rồi, ở đây bạn sẽ dùng là will nè. Will have cook các bạn. Rồi, tôi sẽ nấu ăn buổi tối vào thời điểm mà bạn về nhà. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 2 nha. Trong một vài phút nữa các bạn, tôi chờ ở đây. Gray nè,
một vài giờ, anh ta đang ở đâu. Rồi, tương lai hoàn thành tiếp diễn các bạn. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Chúng tôi sẽ đi được nửa đường nè, qua cái cuộc thi bơi được tài trợ các bạn, sponsor được tài trợ nha, trong một giờ nè. Vì vậy chúng tôi sẽ bơi được 8 giờ mà không ngừng trước thời điểm đó. Rồi các bạn có cái từ bài đen nè. Rồi, thì câu số 3 các bạn, bài đen á. Rồi, trước cái thời điểm đó ha. Thì câu số 3 này, bạn sẽ dùng cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nha. Rồi, chúng ta có for, we have been swimming. Rồi. Rồi, câu số 4 các bạn, có by the time nè, tương lai hoàn thành. Họ sẽ không hoàn thành cái việc sơn nhà vào thời điểm mà chúng tôi sẽ trở về từ thứ 6 nha. Rồi, ở đây có by the time, tương lai hoàn thành các bạn. Rồi, finish. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 nha. Rồi, chúng ta sẽ qua số 5 các bạn. Thì nếu cô ấy vẫn còn ở trên điện thoại nè, ở lúc 8 giờ, thì Jen gì đó nói với Marissa hơn 2 giờ rồi. Nói gì kinh khủng các bạn. Thật là kinh khủng. Rồi, ở đây là Jen will have been talking. Rồi, bởi vì có for over 2 hours nha. Rồi, câu số 6 các bạn. Rồi, câu số 6. Ở đây thì cũng tương lai hoàn thành tiếp diễn luôn. Bởi vì có for, file, will, have, been. Thêm chữ not ha. Rồi, climbing. Rồi, climbing. Rồi, will not các bạn. Rồi, ở đây là will not nha. Rồi, sử dụng tiếp diễn nha. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Câu số 7 nha. Rồi, ở đây thì câu số 7 nè các bạn. Thì cái thời điểm này, thời gian này vào tháng tới nè, bạn có thể đậu cái kỳ thi của bạn nha. Rồi, câu số 7 nè. Rồi, ở đây thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta dùng một là tương lai hoàn thành, hai là tương lai hoàn thành tiếp diễn các bạn. Vì vậy chỗ này, nếu mà tính ra chỗ này các bạn dùng hiện tại hoặc tương lai tiếp diễn được. Rồi, chúng ta sẽ dùng là tương lai hoàn thành đây nha. Rồi, câu số 7 bạn sẽ dùng là will probably. Rồi, có chữ này các bạn. Probably. Rồi, have passed nha. Rồi, probably. Rồi. Rồi, bạn sẽ sử dụng thế này nha. Rồi, đây sẽ là tương lai hoàn thành, đây không có tiếp diễn các bạn. Thời gian này, tháng tới, là tới đó là chấm dứt rồi, không có tiếp diễn ha. Rồi, câu số 8 các bạn. Rồi, câu số 8 bạn có cái từ past time nha. Rồi, số 8 bạn có cái từ past time. Ở đây là by nè. By best time là trước giờ đi ngủ ha. Rồi, trước giờ đi ngủ các bạn. Rồi, ở đây chính là by là time á. Là will. Will các bạn. Will you have done. Rồi, không có tiếp diễn gì các bạn nha. Rồi, ở đây for 10 days các bạn. Rồi, đây có tiếp diễn nè. Bạn cứ nhớ là by không tiếp diễn mà cứ for tiếp diễn các thầy. Rồi, tomorrow. Rồi, tomorrow. Câu này không phải câu hỏi đúng không? Rồi, không phải câu hỏi các bạn. Alan. Rồi, will. Have các bạn. Have work. Rồi, on the broad. Ở đây là tiếp diễn ha. Have been. Bởi vì có for. Rồi, working. Rồi, on the project ha. For 10 days. Rồi, ở đây có by the time này các bạn. By the time. Không phải tiếp diễn nha. Rồi, we. Rồi, we. Will. Probably. Rồi. Rồi, not ha. Have. Rồi, left. Rồi, left. Ở đây thì chúng ta có cái từ
Not các bạn. Not thì chỗ này thầy sẽ sửa thành như thế này cho tiện nha. Rồi we are probably. Rồi. Lưu ý cho thầy. Thầy sẽ giải thích lại câu số 7 nha. Ở đây câu số 7 các bạn. Ở đây lưu ý cho thầy nè. Các bạn có cái từ probably nha. Tại sao trong trường hợp này thầy bỏ cái từ probably chỗ đây? Tại sao trong trường hợp này thầy bỏ chỗ này các bạn? Thì các bạn lưu ý rằng cái từ mà probably các bạn nó được tính là trạng từ nha. Nếu mà thầy bỏ chính giữa đây nè thì nó bổ nghĩa cho cái động từ là past này các bạn. Còn nếu thầy bỏ ngay đây nè thì cái từ probably này các bạn nó bổ nghĩa cho đại từ là we nha. Rồi, lưu ý cho thầy. Rồi, lưu ý cho thầy ha. Chỗ này có từ want not các bạn. Rồi, thầy sẽ bỏ chỗ này nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ bổ nghĩa cho cái đại từ này. Rồi. Rồi, rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Tom nè. Rồi, bạn Huy Phạm nha. Nguyễn Thảo nè. Nguyễn Linh, Hưng Lê. Rồi, Yến Vi nè. Rồi, bạn Minh Kỳ. Rồi, Huy Phạm ha. Rồi, anh Thư nè. Rồi, Võ Đình Thành. Rồi, và rất nhiều bạn khác nha. Lưu ý cho thầy. Tí nữa bạn nào có câu là không hiểu thầy giải thích lại nha. Rồi, câu là không hiểu thầy sẽ giải thích lại. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Đây là cái phần viết câu không đổi nghĩa ha. Rồi, chúng ta gặp hoài rồi. Chúng ta làm hoài luôn các bạn. Rồi. Rồi, chúng tôi sẽ về nhà nè. Và sau đó chúng tôi sẽ có gì đó ăn nè các bạn. Rồi, chúng tôi sẽ có gì đó ăn ngay khi. Ở đây là người ta yêu cầu chúng ta sử dụng cái tương đương ha. Ở đây các bạn dùng ngay khi nè. Rồi, ngay khi. Hoặc các bạn có thể dùng từ was ha. Hoặc bạn có thể dùng từ when, đều tương tự hết. Chúng tôi sẽ có gì đó ăn ngay khi. Chúng tôi các bạn về nhà. Chỗ này bạn dùng từ get cũng được nè. Nhưng mà chỗ này người ta cho các bạn từ got. Vì vậy các bạn sẽ dùng hiện tại hoàn thành nha. Ở trong phần lý thuyết người ta nói rất là rõ rồi. Rồi, chỗ này bạn được dùng thì hiện tại hoặc hiện tại hoàn thành nha. Rồi, lưu ý cho thầy. Nhưng không được dùng tương lai. Rồi, ở trong cái phần mà tóm tắt nè. Biết các bạn nào có đọc hay không? Ở đây có 8 chữ nữa các bạn. When nè, as soon as nè, before, after, until, till, once. Có nghĩa rằng có những chữ này các bạn sẽ không dùng will. Rồi. Và theo như nghĩa của câu nè, chúng tôi sẽ về nhà và sau đó chúng tôi sẽ ăn. Rồi, có nghĩa là chúng tôi sẽ ăn ngay khi hoặc là khi chúng tôi về nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu số 2. Ở đây tôi sẽ hoàn thành. Rồi, tôi sẽ hoàn thành cái việc mà marking là chấm điểm các bạn. Chấm điểm cái bài kiểm tra. Và sau đó tôi sẽ báo cho bạn biết. Tôi sẽ báo cho bạn biết ngay khi tôi hoàn thành cái việc chấm điểm cho bài kiểm tra. Ý là vậy các bạn. Rồi, ý là vậy nha. Rồi, ý là vậy. Tôi sẽ nói cho bạn biết ngay khi bạn dùng từ once được nha. Rồi, thầy khoái dùng cái từ as soon as các bạn, nghĩa hay hơn. Ngay khi tôi hoàn thành. Rồi. Rồi, hoàn thành marking the exams. Chỗ này bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành nha, hiện tại đơn cũng được các bạn. Rồi, theo phần lý thuyết của chúng ta. Dùng ngắn gọn cho nó hay các bạn, không cần phải dài dòng nếu không bị bắt buộc. Bạn sẽ du lịch các bạn khắp Sahara tuần tới nè. Vì vậy nhớ để mà mang nhiều các bạn, mang nhiều cái sunscreen là cái kem chống nắng nha. Nhớ để mang nhiều cái kem chống nắng trong khi. Rồi, ở đây là trong khi. Rồi, trong khi thì chúng ta đã học rồi các bạn. Thì có cái từ trong khi á, bạn không được dùng. Thì ở tương lai, rồi, trong khi bạn nha. Rồi, you have. Ở đây các bạn dùng hiện tại cũng được nha. Ở trên kia người ta dùng tương lai tiếp diễn thì chỗ này bạn sẽ dùng thì hiện tại hoặc hiện tại thành nha. Rồi, travel là các bạn. Rồi. Hoặc là travel cũng được nha. Hoặc bạn dùng từ hiện tại nè. Rồi, cho nó ngắn gọn. Trong khi bạn du lịch. Cái từ trong khi này nè các bạn. Cái từ trong khi này nè. Nó mang ý nghĩa là
tiếp diễn, bạn cũng có thể dùng thì tiếp diễn nha, thì nó sẽ hay hơn, nhưng như vậy cũng được rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Họ sẽ chỉ cho Titan nè ở cái rạp chiếu phim. Rồi, họ sẽ chiếu Titan ở cái rạp chiếu phim và sau đó họ sẽ phát hành cái đĩa DVD. Rồi, có nghĩa rằng chiếu này trước các bạn, sau đó mới phát hành DVD. Họ sẽ không phát hành đĩa DVD. Rồi, họ sẽ không phát hành đĩa DVD. Trước khi các bạn nha. Rồi, trước khi. Rồi, trước khi cái gì các bạn? Họ. Rồi, chỗ này không có dùng tương lai. Bạn dùng thì hiện tại nha. Hiện tại hoàn thành cũng được. Rồi, trước khi mà họ chiếu. Rồi, chiếu Titan. Phải có Titan vô. Rồi, bởi vì tên các bạn ở cái rạp chiếu phim. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 nè các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 5. Thì cái kỳ thi khoa học của chúng tôi bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày mai các bạn. Rồi, bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày mai. Rồi, thì ở đây các bạn, cái kỳ thi khoa học bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày mai. Ở đây các bạn, lúc 10 giờ sáng ngày mai. Trong cái phần mà lý thuyết nè, không biết các bạn còn nhớ không? Ở đây thầy có một cái lưu ý cho các bạn nha. Rồi đây các bạn, đây lưu ý quan trọng của thầy đây nè. Ở đây là next week. Đây các bạn, next week là tuần tới nha. Tuần tới nè. Thì tuần tới bạn dùng tương lai nè. Bởi vì đây có một điểm thời gian các bạn. Nhưng mà các bạn có hai thời điểm thời gian. Ví dụ như next week các bạn. Mà các bạn có thêm this time. Hoặc các bạn có thêm mấy giờ các bạn. Mấy giờ ngày mấy các bạn. Thì các bạn sẽ dùng cho thầy là tương lai tiếp diễn nha. Lưu ý nha. Mấy cái này các bạn phải học thuộc thôi, không cách nào khác các bạn. Không cách nào khác. Các bạn phải học thuộc thôi. Ở trong đây nè. Bạn thấy rằng các bạn có tomorrow. Rồi tomorrow là ngày mai. Là bạn sẽ dùng thì tương lai. Nhưng mà bạn lại có thêm 10 giờ 10. Thì chỗ này chắc chắn rằng bạn sẽ dùng tương lai tiếp diễn. Rồi, câu số 5, bạn nào làm như thế này sẽ đúng nha. Câu số 5 mà bạn nào dùng tương lai tiếp diễn. Rồi, bởi vì đây họ cho chúng ta phút in. Rồi, nhưng mà bạn phải hiểu các bản chất nha. Có hai mốc thời gian. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 6 nha. Chúng ta hãy xem nè. Hãy xem cái tài liệu không gian. Có nghĩa rằng phim tài liệu các bạn. Đây chính là phim tài liệu không gian. Trước khi chúng ta ăn tối. Rồi. Thì trong câu số 6 này, người ta ép chúng ta các bạn. Người ta ép chúng ta là chúng ta hãy xem cái chúng ta hãy ăn tối sau khi. Rồi, sau khi chúng ta nè. Chỗ này đáng lẽ là các bạn sẽ dùng thì hiện tại nè. Các bạn không dùng tương lai chứ bạn dùng hiện tại ha. Rồi, bởi vì cái việc xem này chưa diễn ra. Đúng nghĩa là thì tương lai, nhưng không có gì dùng thì tương lai. Phải dùng thì hiện tại, bởi vì 8 chữ thầy đã nói các bạn đó. Rồi, chỗ này người ta ép chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành các bạn. Rồi, nếu bắt buộc dùng, phải dùng. Rồi, lưu ý nha. Ở đây hiện tại hoàn thành mà không có nghĩa không phải hiện tại hoàn thành các bạn. Mà đây chính là mang yếu tố tương lai nha. Rồi. Phần này hơi khó nha, đòi hỏi các bạn phải nhảy các bạn. Các bạn phải, bạn nào chăm chỉ xem lại lý thuyết kỹ nè. Và hiểu bản chất của vấn đề nha. Rồi, hãy hiểu bản chất. Thầy nói thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ lùng bùng. Và để các bạn thấm thì các bạn phải xem lại nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Rồi, bạn sẽ qua câu số 7. Thì tôi sẽ gửi các bạn, sign out là gửi những cái lời mời các bạn. Trước giờ ăn trưa. Rồi, tôi sẽ gửi cái lời mời trước giờ ăn trưa. Rồi, thì ở trong câu số 7 này các bạn. Ở trong câu số 7 này, các bạn có từ đặc biệt, các bạn có từ by nè. Rồi, các bạn lưu ý cho thầy, before là nó khác với từ by nha. Rồi, before có nghĩa là trước một cái thời điểm ha, ở trong tương lai. Còn cái từ by các bạn
thì nó mang ý nghĩa tương tự nhưng để dễ nhớ hơn. Các bạn dễ nhớ hơn, cứ các bạn có thấy là by the time hoặc là by, bạn dùng tương lai hoàn thành như thế này. Rồi, còn for gì đó, một khoảng thời gian tương lai hoàn thành tiếp diễn nha. Thì trước cái thời điểm ăn trưa, tôi đã gửi hết các bạn, gửi hết tất cả các lời mời. Lưu ý từ by cho thầy nha, cứ có từ by, bạn nhớ cho thầy là như vậy nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 nha. Rồi, câu số 8 các bạn, hãy làm một vài cái revision các bạn, là hãy ôn tập ha. Và sau đó tôi sẽ đưa cho bạn bài kiểm tra. Tôi sẽ không đưa cho bạn bài kiểm tra cho đến khi bạn hoàn thành. Rồi, chỗ này đáng lẽ là will các bạn, cho đến khi bạn sẽ hoàn thành. Nhưng chúng ta đã nói rồi, không dùng tương lai chỗ này. Được dùng thì hiện tại hoặc là hiện tại hoàn thành các bạn. Rồi, lưu ý cho thầy nha, nhìn như vậy nhưng mà dễ sai các bạn. Rồi, thì ở trong câu số 9 này các bạn, ở trong câu số 9 này các bạn có từ by nè. Rồi, khi bạn viếng thăm chúng tôi sẽ di chuyển vào nhà mới chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ đã di chuyển trong nhà mới của chúng tôi vào trước thời gian mà bạn viếng thăm chúng tôi. Ở đây người ta có by các bạn, người ta gợi ý cho chúng ta là by the time nha. Rồi, người ta gợi ý chúng ta là by the time các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 10 nha. Rồi, câu số 10, chúng tôi sẽ có một vài thông tin và sau đó chúng tôi sẽ quyết định. Chúng tôi sẽ quyết định ngay khi. Rồi, ngay khi chúng tôi, ý nói rằng sẽ có các bạn một vài thông tin, nhưng mà không dùng tương lai, dùng hiện tại hoặc hiện tại hoàn thành. Rồi, chỗ này bạn dùng từ we have nha. Rồi, như thế này. Rồi, để hiểu phần này á, các bạn phải cảm nhận cho thầy nha. Rồi, thầy nói các bạn sẽ bùng bùng lỗ tai á. Các bạn nhớ thầy phải cảm nhận. Rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Thầy thấy bạn Nguyễn Linh nè, bạn Lai nè, bạn Hân Lê, bạn Tom nè, rồi Yến Vi, Nguyễn Linh, rồi anh Thư nè, rồi Nguyễn Thảo nè, rồi bạn Minh Kỳ, rồi bạn Lara Phương, rồi và rất nhiều bạn khác nha. Rồi, và rất nhiều bạn khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Cái phần này nè, cái phần này nó hơi nó dễ nhưng mà nó dài các bạn. Phần này nó dễ mà nó dài. Rồi, thì ở đây các bạn có cái lịch nè, các bạn có cái lịch nha. Đây, giờ các bạn. Lưu ý thầy trong cái phần bài tập á, thầy đã ghi cho các bạn lịch coach là xe đò ha. Ở đây là xe đò rồi các bạn, huấn luyện viên hoặc là huấn luyện nha. Rồi, depart là khởi hành nè. Rồi, có giờ khởi hành thì ở đây các bạn, người ta yêu cầu chúng ta là viết mỗi câu hỏi cho mỗi câu trả lời. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ cần viết cho thầy những câu hỏi dựa trên câu trả lời được rồi các bạn, để chúng ta luyện tập cái cấu trúc của cái phần này thôi. Các bạn không cần phải nhìn kỹ trên thời gian kia nha. Rồi, không cần phải nhìn kỹ thời gian. Thì phía dưới các bạn, anh ta sẽ lái xe tới cái nơi này. Anh ta sẽ lái xe tới cái nơi này các bạn. Rồi, thì câu số 1. Rồi, anh ta sẽ lái xe tới cái này. Thì chúng ta sẽ hỏi rằng anh ta sẽ lái xe tới đâu đi. Rồi, chúng ta sẽ viết thế này các bạn ha. Where nè, will, rồi he. Biến cái câu dưới các bạn, he be. Rồi, driving. Rồi, driving tới đâu đó, nhìn vào trong bài bên kia các bạn, chúng ta ghi. Rồi, về thôi được rồi, bạn viết thế này. Ý là bạn đã hiểu được cái công thức của bài nha. Rồi, nó sẽ đến lúc 8:15 các bạn. Rồi, ở đây có nghĩa rằng khi nào, thì các bạn có thể dùng là when nha. Rồi, when các bạn, khi nào nó sẽ tới hoặc là what time will it arrive. Nhìn câu dưới viết câu trên các bạn, nhìn câu dưới ta dùng thì gì ở câu trên, viết là thì đấy nha. Rồi, các bạn viết về được rồi. Câu số 3 các bạn, nó sắp sửa để mà set sail, có nghĩa là khởi hành các bạn, có nghĩa rằng đi thuyền á,
lúc 9:15 nó sắp sửa ha, lúc 9:15. Thì câu số 3 này, thời gian các bạn dùng when hoặc what time. When is it rồi going to set sail nha. Rồi chấm 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 chấm. Rồi dấu hỏi các bạn. Rồi vậy được rồi. Rồi câu số 4 các bạn, nó sẽ đây tôi làm thành tiếp diễn nè, 2 giờ. Thì ở câu số 4 này các bạn sẽ dùng chữ gì nè các bạn? Bạn thấy rằng khoảng hơn 2 giờ, bạn dùng cái thầy how long nha. Rồi biến cái này thành câu hỏi các bạn, will it nè. It có nghĩa rằng trong bài có thể là sẽ đò hay gì đó các bạn, kệ nó ha. Rồi been sailing. Rồi sailing. Rồi. How long. Rồi dấu hỏi các bạn, 3 chấm dấu hỏi. Rồi biết về được rồi. Rồi câu số 5, bạn nào có sách á, thì bạn có thể viết chuẩn luôn nha. Ở đây thầy viết này rồi. Họ sẽ họ vừa mới đến cái ở đây là cái cửa hàng các bạn, vì có phải S nè. Họ có thánh đường, ở đây là ST nè. Rồi, thánh đường hoặc con đường cũng được các bạn. Họ sẽ đến cái đó. Có nghĩa rằng câu số 5 có nghĩa rằng họ sẽ đến đó ha. Rồi thầy dùng where đi, where will. Đây các bạn, have arrive. Rồi chấm 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 đi. Rồi. Rồi câu số 6 các bạn. Câu số 6 nha. Họ sẽ nè, họ sẽ đi bộ around the town các bạn, có nghĩa rằng họ sẽ đi bộ vòng quanh thị trấn nè. Có nghĩa rằng họ sẽ đi bộ ở đâu? Rồi where. Rồi biến thành câu hỏi ha. Will they be walking? Ở đây các bạn ôn lại cái công thức của nó thôi. Rồi câu số 7 các bạn. Thì họ sẽ có một cái buổi ăn trưa picnic nha. Ý nói rằng họ sẽ làm gì các bạn. Rồi câu số 7 ha. Họ sẽ làm gì? What. Làm gì là what. Rồi what will they be having. Rồi. Rồi câu số 8 các bạn. Ở đây là họ sẽ rời bãi biển lúc 4 giờ. Thì chúng ta sẽ viết là khi nào. Rồi khi nào họ sẽ rời bãi biển ha. Rồi be leaving the beach. Rồi dấu hỏi luôn. Rồi câu số 9 các bạn. Ở dưới là họ sẽ hoàn thành một cái chuyến đi chơi thuyền nè, vòng quanh hòn đảo nè. Thì chúng ta hỏi họ sẽ hoàn thành cái gì nha. Rồi what will they have just giữ nguyên cũng được nè. Rồi finish. Rồi chấm 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 ha. Rồi dấu hỏi các bạn. Rồi bạn sẽ qua câu tiếp theo nha. Câu số 10, nó rời lúc 4:30 nha. Ở đây là tương lai không phải hoài tiếp diễn các bạn nha. Tương lai á, nó sẽ rời lúc 4:30. Có nghĩa rằng mấy giờ á, bạn dùng what time hay là when cũng được các bạn. What time is it. Rồi leaving. Rồi 3 chấm nha. Rồi câu số 11 các bạn, họ sẽ trở về lúc 10:15. Rồi họ trở về, chúng ta dùng thì hiện tại các bạn. Ở đây chúng ta dùng hiện tại luôn nè. When do they get back. Rồi chấm 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 ha. Rồi chúng ta xong cái phần này các bạn. Phần này đáng lẽ phải dựa vào cái lịch này chúng ta làm ha. Rồi chúng ta kéo lên kéo xuống thì hơi vất vả quá. Các bạn chỉ cần đúng cái cấu trúc này kết hợp ở trên và sẽ ra không có gì hết nha. Rồi rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài. Bạn Linh nè, bạn Minh Kỳ, bạn Tom, bạn Lai ha. Rồi Yến Vi nè. Rồi Clara Phương. Rồi Võ Đình Thành. Rồi Nguyễn Linh, bạn Tom ha. Rồi rồi và rất nhiều bạn khác nha. Rồi bạn Anh Thư vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần giới từ các bạn. Giới từ chỉ thời gian nơi chốn ha. Ở đây. Rồi chúng ta sẽ qua phần này. Rồi phần này các bạn. Rồi phần này các bạn. Tôi sẽ 100 tuổi nè vào năm 2095. Biết thầy đánh nhầm hay không mà sao 2595 dữ ta. Rồi đúng rồi.
Rồi, tôi sẽ ở đây là 5 các bạn. Rồi, 5 các bạn dùng in nha. Rồi, 5 các bạn dùng in cho thầy. Câu tiếp theo các bạn. Rồi, câu tiếp theo. Ở đây, Sarah sẽ không tổ chức buổi tiệc vào sinh nhật của cô ấy ha. Rồi, vào sinh nhật các bạn dùng on. Rồi, ở câu số 3 các bạn, hẹn gặp bạn vào tháng 8. Các bạn lưu ý với thầy nha. Tháng 5 dùng in, thứ ngày dùng on. Nếu có sự kết hợp, bạn sẽ tính cái nhỏ nhất nha. Rồi, lưu ý với thầy. Nếu có sự kết hợp các bạn, ví dụ như bạn có tháng 5 nè. Rồi, tháng 5, năm 2020. Rồi, chỗ này nè các bạn. Chỗ này bạn sẽ dùng in. Rồi, chỗ này bạn sẽ dùng in nha. Tuy nhiên, chỗ này á mà thầy thêm cái ngày vô. Chỗ này nè mà thầy thêm cái ngày vô, ví dụ thầy thêm ngày 22 vô thì bạn sẽ không có dùng in, bạn sẽ dùng on. Vì sao? Bởi vì bạn tính cái đơn vị nhỏ nhất nè. Tính cái đơn vị nhỏ nhất nha. Rồi. Lưu ý cho thầy. Rồi, ví dụ như câu số 4 các bạn, có thứ ngày dùng on. Rồi. Hẹn gặp các bạn vào thứ ba. Rồi. Câu số 6 các bạn. Câu số 6 ha. Rồi, câu số 6, các bạn biết rồi, vào buổi sáng, in the morning, vào buổi chiều, in the afternoon, vào buổi tối, in the evening, vào đêm á, là at night, ở đây là in, rồi, dễ rồi. Hẹn gặp bạn các bạn, hẹn gặp lại bạn ha, trong một vài giờ nữa các bạn, câu số 7 nha. Rồi, câu số 7, thì trong một vài giờ nữa, ở trong cái phần cụm từ chỉ thời gian á, bạn thấy ha, người ta ghi chúng ta là in a couple of hours. Lưu ý cho thầy nha. Rồi, câu số 5 này thì add nha. Thầy đánh mấy thiếu ở đây. Rồi, số 5 là add. Rồi, số 5 là add các bạn. Rồi. Rồi, câu số 8 này các bạn. Hồi nãy thầy nói rồi, in the morning, in the afternoon, in the evening. Nhưng mà at night. Rồi. Ở đây thì bạn có mùa. Lưu ý với thầy 4 mùa. 4 mùa bạn cứ in vô nha. Rồi, 4 mùa bạn cứ in vô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 9 các bạn. Là ông bà của tôi rời khỏi nhà nè. Khi các bạn nói rằng ở độ tuổi nào đó ha. Ở độ tuổi nào đó chính là at các bạn. Rồi, ở độ tuổi nào đó là at nha. Rồi. Câu số 10. Ở đây các bạn có từ just. Rồi, ở đây là just các bạn. Đây là just. Ở đây là time. Just time có nghĩa rằng just in time nha. Rồi, just in time là vừa kịp lúc đó các bạn. Vừa kịp lúc. Trước đây thầy phân biệt cho các bạn rồi ha. On time in time á chúng ta học ở B1 rồi. Thầy đã tổng hợp cho các bạn rồi. On time là đúng giờ, in time kịp lúc các bạn. 7 giờ máy bay bay. Mà các bạn tới 7 giờ 5, may quá nó chưa bay. Có nghĩa là kịp lúc. Rồi, anh ta chưa bao giờ trễ nè các bạn. Anh ta cũng không bao giờ sớm. Anh ta luôn luôn. Rồi, cái này đúng giờ. On time các bạn. Rồi, đúng giờ nha. Rồi, 7 giờ. Có mặt trước đó một vài phút là on time. Rồi, còn trước có mặt trước đó nhiều phút quá thì sẽ early. Rồi, câu số 12 nè. Hồi nãy thầy nói rồi ha. Bạn đã còn nhớ không? Câu số 12 này các bạn sai là buồn lắm đó nha. Ở đây bạn có tháng nè. Rồi, bạn có tháng April nè. Câu số 12 để thầy xem các bạn đâu làm nhanh mà bạn có đừng sai nha. Chưa thấy, bởi vì thầy cái của thầy nó nhanh hơn các bạn mười mấy giây. Rồi, ở đây là first các bạn. Ở đây nè, bạn có cái từ ngày nè. Chỗ này là ngày. Chỗ này là on nha. Bạn nào mà số 12 mà in có nghĩa rằng bạn không có chú ý thầy nói nha. Số 12 mà bạn nào mà in là không chú ý thầy nói. Rồi, thầy thấy rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài nha. Bạn Linh nha. Rồi, bạn Lai. Bạn Làng Dừa. Bạn Vi, bạn Lê. Bạn Anh Thư. Rồi, bạn Tom. Rồi, Vũ Thành nha. Rồi, Huy Phạm nè. Nguyễn Thảo. Nguyễn Linh, Cla La Phương. Bạn Lai ha. Rồi bạn Kỳ, Toàn Minh Kỳ. Rồi, Võ Đình Thành và rất nhiều bạn khác ha. Huy Phạm nè. Rồi, số 12.
tính cái đơn vị nhỏ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần h các bạn. Ở đây thì người ta nói rằng cái từ này không đúng nè. Được in này là không đúng các bạn. Thì bạn sẽ sửa thành cái từ khác nha. Rồi câu số 1. Những đứa em họ người Úc của tôi thì sẽ đến. Ở đây là không đến trong Hy Lạp các bạn. Ở đây là không đến trong Hy Lạp mà sẽ đến. Come to Greece. Sẽ đến Hy Lạp các bạn. Rồi come to nha. Ở đây không có đến trong Hy Lạp hoặc là đến ở Hy Lạp các bạn. Lưu ý cho thầy. Rồi câu số 2 nha. Ở đây bạn sẽ turn left. Ở đây turn left rồi các bạn. Ở đây là turn left. Quẹo trái. Ở cái bưu điện các bạn. Turn left at nha. Rồi bạn nào lưu ý với thầy. Ở phần này á, ở trong sách của chúng ta các bạn có cái phần chỗ này ha. Người ta ghi cho chúng ta. Ví dụ như câu số 3. Không có bất kỳ cái ghế nào. Vì vậy chúng tôi phải ngồi. Phải ngồi trên. Trên cái sàn nhà các bạn. Rồi. Thì cái tivi nè. Cái góc của căn phòng. Rồi cái tivi. Các bạn không có dùng trên góc căn phòng nha. Cái từ corner này sau này bạn sẽ học là on, in có hết, at luôn. Tuy nhiên lúc đó thì chúng ta sẽ tính sao. Ở đây bạn nhớ cho thầy. Trong góc của căn phòng bạn dùng in ha. Rồi. Rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 5 nè các bạn. Ở đây có một cái bức hình của tác giả nè. Ở trên cái bề mặt. Rồi ở destination B1 chúng ta học rồi. Trên cái bề mặt là on. Ở đây là trên nè. Trên cái bìa của quyển sách các bạn. Ở đây là back cover. Là ở trang sau các bạn. Trang bìa sau á. Rồi câu số 6 nè các bạn. Câu số 6 nha. Trước đây chúng ta học rồi. Destination B1 biết bạn nào còn nhớ không? Arrive at ha là nhỏ hơn sân bay. Arrive nhỏ hơn hoặc bằng sân bay. Arrive in là từ thành phố lớn hơn sân bay nha. Ở đây là đến Paris các bạn. Cái địa điểm Paris này nó lớn hơn sân bay, còn in còn nhỏ hơn bằng sân bay, phải dùng at ha. Arrive. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nè các bạn. Rồi, ở đây là could you go out? Bạn thấy go out nè. Khi bạn thấy go out các bạn, chữ out đó ha, rất cực đi với từ off, ra khỏi phòng. Nhớ thầy, go out of. Cứ out là bạn cứ chọn off vô là bạn sẽ đúng 99% nha. Out of order, out of work. Rồi, bạn có thể đi ra khỏi căn phòng một lúc không, một chốc không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua con số 8 các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua số 8. Hãy walk. Cái trạm các bạn, cái nhà ga, nhưng quẹo trái một vài lốc trước khi bạn đến đó. Thì ở trong câu số 8 này các bạn, hãy walk trong cái nhà ga, nhưng mà quẹo trái là không đúng rồi. Có nghĩa rằng hãy đi theo hướng các bạn. Chữ này hơi khó nè. Chữ này mà bạn nào mà xem lý thuyết rồi á mới làm được câu số 8 này. Còn không thôi là trật lớp rồi nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua số 9 các bạn. Tôi sẽ gặp bạn đây, góc của con đường nè. Rồi, câu số 9 các bạn. Hồi nãy á, bạn nhớ không? Hồi nãy bạn còn nhớ không? Là hồi nãy chúng ta có cái góc á, góc phòng á, các bạn dùng in. Còn góc của con đường á, các bạn dùng on. Hoặc là at nè. Lưu ý thầy nha. Câu số 4 nè. Đây, 4 các bạn. Đây, cũng là góc nè. Cái này là góc của căn phòng, bạn dùng in. Còn cái này là góc của con đường các bạn. Bạn dùng at ha, hoặc là on. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 10 nha. Số 10. There should be a broom. Nên có một cây chổi các bạn. Nên có một cây chổi ở phía sau cái cupboard. Là cái tủ chén đĩa đó các bạn. Chúng ta có at the back of ha. At the back of the cupboard nha. Rồi. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 11 các bạn. Rồi ở đây arrive nè. Rồi cũng arrive luôn. Hồi nãy thầy mới nói xong. Bạn nào mà làm sai câu 11 là buồn lắm nha. Rồi. Ở đây là sân bay. Rồi sân bay. Bạn dùng at nha. Rồi sân bay.
nhỏ hoặc bằng sân bay. Bây giờ bạn sẽ qua câu số 12 các bạn. Thì cái đĩa CV này nên next. Rồi chữ next này. Chữ next này mà không có next from ha. Các bạn có next to bằng với close to bằng với near nha. Rồi. À, rồi câu số 12 chúng ta dùng như thế này. Rồi rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài với thầy nha. Bạn Anh Thư nè, bạn Minh Kỳ, bạn Lai, bạn Hoàng, bạn Nguyễn Thảo nha. Rồi Nguyễn Linh. Rồi bạn Tom. Rồi bạn Minh Kỳ, bạn Huy Phạm nha. Bạn Lara Phương. Rồi bạn Yến Vi. Rồi bạn Võ Đình Thành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng các bạn. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ nha. Rồi chúng ta sẽ qua phần cuối cùng. Rồi. Ở đây là xác định cái tuổi nè các bạn. Xác định cái tuổi ha. Rồi xác định cái thời đại, cái niên đại. Rồi. Thì các bạn có cái từ ages các bạn. Ages chúng ta dịch là thời đại ha. Rồi, tạm dịch là thời đại. Rồi cái từ eras các bạn dịch là kỷ nguyên nha. Các bạn sang cái từ ice age là kỷ băng hà đó các bạn. Rồi, thời đại kỷ nguyên và chiến tranh sẽ luôn luôn được định nghĩa nè, được xác định cái gì đó chúng trôi qua. Chúng trôi qua. Rồi. Sẽ được xác định. Rồi. Bạn xem hai câu này như thế nào nha. Ba cái này sẽ luôn luôn được xác định. Chúng trôi qua. Thì chỗ này bạn có thể điền từ when ha. Là khi mà chúng đã trôi qua. Hoặc bạn có thể điền once mỗi khi nha. Rồi. Mỗi khi. Ở đây là when hoặc là once. Hoặc là after cũng được các bạn nha. Rồi. Hoặc các bạn, hoặc ít nhất là sau khi chúng nè, static nè. Rồi. Thì ở trong câu số 2 này, bạn có từ after nè các bạn. Bạn có từ after nè. Thì trong câu số 2 này, mà chỗ này là V3. V3. Thì trong cái phần lý thuyết, thầy đã ghi cho các bạn ha, là các bạn có 8 chữ nha, không có dùng tương lai. Câu số 2 này mang yếu tố tương lai nhưng chúng ta không có dùng tương lai mà người ta ép chúng ta dùng, mà người ta cho chúng ta từ quá khứ các bạn. Vì vậy người ta ép chúng ta sẽ dùng từ hiện tại hoàn thành nha. Để diễn tả ý tương lai, lưu ý với thầy nha. Nhìn như vậy mà trong bài thì các bạn làm được đó, nhưng mà nếu mà để thi chuyên Anh á, họ ra để thi học sinh giỏi ra các bạn không nghĩ tới. Rồi. Câu số 3 nè các bạn. Rồi, câu số 3 thì ở đây năm ví dụ như năm 1914 các bạn. Rồi ví dụ như năm 1914 không có ai nói ngày mai tôi sẽ cái gì đó nè, đi và đấu tranh chống lại đấu tranh trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thì câu số 3 này dễ rồi, các bạn sẽ dùng in bởi vì các bạn có năm rất là rõ ràng nha. Và nếu bạn nào mà viết hoa thì bạn sẽ là được điểm cộng luôn. Ở đây thầy không biết thầy có bạn nào viết hoa không nè. Rồi, bởi vì nó đầu câu các bạn. Tomorrow I'm going. Thì chắc chắn chỗ này là to rồi các bạn. Không còn từ nào để điền khác nữa các bạn. Rồi, chữ to. Ngày mai tôi sắp sửa để mà đi và đấu tranh cho cái chiến tranh thứ nhất. Tại sao không? Tại sao không nói vậy được các bạn? Bởi vì nó thì không thường được gọi là chiến tranh thế giới thứ nhất. Có nghĩa rằng người ta không có gọi chiến tranh thứ nhất cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Có nghĩa rằng cái thứ hai xảy ra thì cái đầu tiên gọi thứ nhất các bạn. Rồi. Rồi. Tương tự các bạn, không có ai nói nè, năm tới sẽ là cuộc cách mạng công nghiệp. Rồi, câu số 5. Thì ở câu số 5 này, tương tự không có ai nói là năm tới sẽ nha. Rồi, sẽ là bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Thì cái kỷ nguyên các bạn, cái kỷ nguyên bây giờ nè, được biết như là cái cuộc cách mạng công nghiệp chỉ bắt đầu được gọi mỗi khi cái kỷ nguyên này đã thật sự là trôi qua. Rồi, ý nói rằng đã xảy ra rồi các bạn. Có một cái số sự kiện trong lịch sử như là thời đại kỷ nguyên hoặc là chiến tranh xảy ra rồi thì người ta mới biết, người ta mới gọi các bạn. Chưa xảy ra thì người ta chưa gọi, ý là vậy nữa ha. Bài này
nó hơi trừu tượng chút xíu, nhưng mà những chữ chúng ta điền đơn giản các bạn ha. Đặc điểm của dạng bài tập này, những chữ mà bạn điền là cực kỳ đơn giản, giống như trong cái đề thi chuyên Anh các bạn, thì chuyên Anh học giỏi các bạn. Những chữ bạn điền là đơn giản, nhưng mà chúng ta lại không có nghĩ ra được các bạn. Rồi, chúng ta lại không có nghĩ tới. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Rồi, câu số 6 các bạn. Ở đây bạn có the time nè. Bạn nghĩ ngay tới 3 the time nha. Vào thời gian, chúng ta thì già đi các bạn, lớn tuổi đi. Tất cả chúng ta sẽ trải qua cái tiến bộ công nghệ khổng lồ. Thì ở trong câu số 7 này, một các bạn dùng từ be để biến thành tương lai bị động ha. Nhưng mà không được, bởi vì phía trước có từ by the time á, các bạn phải dùng tương lai hoàn thành các bạn. Thì chỉ có thể là từ have thôi, không còn từ nào được hết nha. Rồi. Chúng ta có lẽ be các bạn, ở đây là walking nè. Thì chỗ câu số 8 này, bạn chỉ có thể đi một chữ thôi. Rồi, chúng ta có thể thậm chí là đang đi khắp những cái con chip máy tính nè. Có nghĩa rằng được cái con chip mà được cấy trong người chúng ta nha. Cấy các bạn. Lưu ý thầy là cái phần lý thuyết các bạn. Phần lý thuyết á, ở phía từ vựng nè. Thầy đã ghi cho các bạn nè. Ở đây implant là cấy nè. Cấy ghép nè. Qua mặt điện tử nè. Rồi, thầy có ghi hết cho các bạn nha. Hoặc có lẽ các bạn, cái công nghệ chip nè sẽ thay thế bởi, rồi chỗ này bạn thấy được bởi các bạn, có nghĩa rằng chỗ này bị động nha. Rồi, bị động ở đây là will have been. Rồi, been sẽ được thay thế bởi tiến bộ công nghệ hơn, có những cái cuộc nói chuyện các bạn. Rồi, câu số 10, bạn có cái từ the moment, vào lúc này. Rồi, rằng da con người có thể là một cái bo mạch điện tử tuyệt vời. Ý đó là phù hợp các bạn, phù hợp gắn vô. Tất cả chúng ta đều làm những cái dự đoán, dự báo nè. Nhưng mà không có ai biết chắc chắn, và không có ai biết cái mà kỷ nguyên sắp tới sẽ chúng ta sống sẽ như thế nào. Rồi. Thì trong câu số 11 các bạn có cái the future. Ở đây sẽ sống trong tương lai gần. Sẽ gọi như thế nào các bạn bởi những cái nhà tiên đoán về tương lai. Và nếu như chúng ta đã sống trong cái thời cái kỷ nguyên máy tính hoặc là cái thời đại thông tin như một vài người đề cập, thì cái kỷ nguyên ngày nay nè, gì đó được nhắc tới bởi những cái nhà sử học trong tương lai. Thì câu số 12 ở đây có be cộng V3 rồi. Chỗ này chỉ có thể là will các bạn, will, can này đó ha, nhưng mà chúng ta đang nói về tương lai. Vậy thì ai biết được cái kỷ nguyên nào mà chúng ta chỉ nè, rồi we just nè, cái gì đó bắt đầu của cái thời điểm bây giờ. Câu số 13 các bạn. Rồi, câu số 13 ở đây các bạn có cái từ the beginning of ha. Rồi, bạn sẽ dùng từ at the beginning of các bạn. Rồi. Ở bắt đầu cái thời gian bây giờ. Cái bài cuối cùng này nó hơi trừu tượng chút xíu nha. Hơi khó hiểu chút xíu. Rồi, thầy thấy rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Nguyễn Thảo nè. Nguyễn Linh nè, bạn Tom, bạn Anh Hư. Bạn Hân Lê nè, bạn Lai, bạn Vi nha. Rồi, Lao Phương, Tom. Rồi, và rất nhiều bạn khác nha. Rồi, bạn nào mà chưa hiểu câu nào, hỏi thầy giải thích lại nha. Còn nếu như mà hiểu rồi, các bạn hãy đi học bài khác ha. Bởi vì thầy biết các bạn rất là bận nha. Các bạn đi học và thêm nguyên ngày luôn. Chưa đi học tới chiều tối mới về. Rồi, trừ những bạn siêu rảnh ra. Rồi. Rồi, bye bye Tom nha.
Rồi, bye bye Nguyễn Linh. Rồi, rồi bye bye các bạn nha. Rồi bye Hân Lê. Cố gắng học lên La Phương ơi. Rồi cố gắng học lên nha em. Rồi bye bye anh Thư. Rồi bye bye Hy Phạm nha. Em phải cố gắng, phải nỗ lực nha. Còn hết cách rồi em, mình phải bắt phải phải học thôi. Rồi bạn Lai hỏi thầy câu phần B này đúng không? Rồi để phần B đầu tiên thầy coi thầy đánh máy đúng hay không. Rồi, I'm going to buy một cái giáp if I can. Rồi, nếu tôi có thể nè. À, khi tôi lớn hơn. Đây là cái dự định nha các bạn nha. Rồi, câu số 4 này đây là cái dự định trong tương lai. À, chúng ta sẽ không có dùng am buying, không có chắc chắn được các bạn. Rồi, thầy chào Lisa nha. Lisa nhớ theo dõi fanpage thì coi kỹ nha. Có gì đó thầy bỏ lên hết á. Rồi, bye Nguyễn Thảo nha. Rồi bà Hy Phạm. Rồi câu số 4 này thầy nói nè, am buying có nghĩa rằng chắc chắn sẽ xảy ra. Đây các bạn, đây là chắc chắn xảy ra ha, phần lý thuyết thầy đã ghi rồi nè. Đây, chắc chắn sẽ đến nè, chết cũng đến nè. Có nghĩa rằng khi bạn dùng am buying á, bạn chắc chắn sẽ mua, mà trong tương lai không có nói được chắc chắn được các bạn. Dù cho bạn quả quyết rằng sau này bạn sẽ không lấy vợ nhưng mà không thể nào chắc chắn được. Sau này có thể bạn lấy ha, lúc đó bạn đổi ý. Thì chỗ này bạn không có dùng am buy-in để mang ý nghĩa chắc chắn ở đây nha. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn vào 9 giờ ngày mai. Nếu bạn đã quan tâm đến phần viết câu nha. Rồi.